Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay ô tô cũ đó là Hải Phòng sẽ quay một cái video tổng thể tại cửa hàng ô tô Khánh Minh có địa chỉ km 11 Cống Trắng Quán Toàn Hải Phòng. Thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 à 12 âm lịch dương lịch. Mình sẽ quay một cái video tổng thể cả cửa hàng và sẽ báo giá chi tiết từng chiếc xe. Thì ở đây thì mình sẽ báo giá qua thôi, không đi quay về sâu về chi tiết của những chiếc xe. Anh em có nhu cầu thì hãy đăng ký kênh để nhận được video riêng của từng chiếc xe. Đấy, thì anh em đừng quên like và đăng ký kênh cho mình. Anh em có nhu cầu mẫu xe nào hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 081 666 2386 và 0989 711 706. Thì ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm đến kênh của mình trong suốt thời gian qua. Đấy. Nếu mà anh em là chưa mua được xe thì là hãy alo trực tiếp ngay cho mình. Đấy. Thì hôm nay thì cũng không có nhiều xe ở cửa hàng nên là anh em không thể xem hết được tất cả các xe tại cửa hàng của mình, chỉ có một vài mẫu xe cơ bản thôi. Đây chiếc Ford Mondeo đời 2005, cái này em bán rồi và đang chờ rút hồ sơ. Đây là chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2008. Xe của nó còn khá là đẹp, biển 26 đã được lên màn hình DVD và cam lùi đầy đủ rồi, la răng đúc rồi. Thì con này em đang bán là 165 triệu bao rút hồ sơ cho anh em. 165 triệu anh em nhé. Đây là chiếc Kia Morning. Thì nhà em thì rất nhiều dòng Kia này, hiện tại đang còn mười mấy con Kia Morning này. Đấy, thì anh em cứ chốt cho mình một cái giá là dao động sản xuất 2011 thì nó dao động từ là 165 triệu. 2012 dao động 175 triệu. Đấy. Thì mình không phải nói qua về chất xe nữa, không phải nói qua về giá nữa. Đấy. Thì đây là chiếc Kia Morning là 2011. Biển 89. Xe của nó đăng kiểm đến tháng 5 năm 2019, một mẫu xe rất là nhỏ gọn. Đấy, 2011 nhé. Màu bạc. Đây là chiếc Kia Morning 2012. Biển Hà Nội. Tên tư nhân đã được nâng lên thành Form Sport, cản trước cản sau, đèn. Xe của nó không một lỗi nhỏ anh em nhé. Đăng kiểm của nó đến tháng 10 năm 2019 cơ. Anh em là Hà Nội mua chiếc xe này về quá chất luôn. Em cam kết chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước. Keo chỉ zin 95%. Đấy. Đây là chiếc Hyundai Gate Arclix. Đấy, biển 36, xe này vừa về. Thì em cũng chưa có thông tin gì về chiếc xe này. Anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp cho mình cập nhật thông tin sau nhé. Và đây là một chiếc vừa về nữa này. Đây là một chiếc Daewoo Lazetti. Đấy. Sản xuất 2008. Đây anh em vừa mới đi xe về đây. Một chiếc Lazetti màu vàng cát cho anh em. Biển 20, 4 số. Xe vừa anh em mới đi đánh về xong. Cái này đang bán là 179 triệu đồng. Anh em có nhu cầu cứ alo cho mình. Xe của nó rất là đẹp, cứng xe lắm. Đây là chiếc Daewoo Gencha năm 2009. Đấy, màu bạc. Con này đang được chào bán với giá là 176 triệu đồng cho anh em. Anh em có nhu cầu cứ alo cho mình. Đăng kiểm của nó đến tháng 12 cơ, 2019, 30 Hà Nội. Nội thất của nó thì cũng tương đối.
Đây là chiếc Morning 2012, màu xanh. Đấy, cả trước cả sau cũng được lên là Form Sport rồi. Keo chỉ của nó zin là 90%, trường nên là dáng đúc thôi. Màu vẻ rất là hợp lý, nội thất rất là tươi. Màn hình DVD và cao lùi đầy đủ cho anh em rồi. Thì xe để cửa hàng nên là rất là bụi bẩn, anh em thật sự thông cảm. Anh em thật sự thông cảm nhé. Này mình cứ hơi tí mũi, quái nó hơi đấy. Đây là chiếc Spark đời 2009. Nhà em còn 3 chiếc Spark đều là 2009. Và em sẽ bán đồng giá là 100 triệu đồng cho anh em. Anh em có nhu cầu mua mẫu xe này về thì cứ alo cho mình. Chỉ có 100 triệu đồng một chiếc, em sẽ bán đồng giá. Có chiếc hơn, có chiếc kém, nhưng mà mình giờ bán đồng giá 100 triệu đồng. Anh em có nhu cầu cứ alo cho mình. Và số điện thoại 081 666 2386 và 0989 711 706. Họ có thể đăng ký và like kênh. Đây là một chiếc Spark nữa, đời 2009 nữa đây, biển 15 08561. Màn hình DVD và cam lùi đầy đủ. Chiếc này xe rất là cứng. Đấy, con này em đang bán là 104 triệu đồng, nhưng mà bây giờ em sẽ bán là 100 triệu đồng cho anh em nào có nhu cầu. Đấy, màn hình DVD, máy của nó cực chất, keo chỉ của nó còn tương đối là đẹp. Đây là một chiếc Toyota Jay sản xuất 2002. Đấy, lưng kịch lên là GL. Con này nó là bản DX lưng kịch GL rồi. Biển 36. Con này đơn được chào bán tại cửa hàng ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng với giá là 152 triệu đồng cho anh em. 152 triệu đồng anh em đã có một chiếc xe 7 chỗ. Tôi hương hiệu Toyota hãng Jay. Màn hình DVD và cam lùi đầy đủ rồi. Nội thất của nó rất là sáng, rộng rãi thoải mái cho anh em, chỉ có 152 triệu đồng. Đây là chiếc Chevrolet Vivan xe 7 chỗ sản xuất 2008. Thì con này em cũng chưa vừa về, cũng chưa lắm được giá của nó. Anh em có nhu cầu về chiếc này thì cứ alo cho mình để mình sẽ trả lời, cập nhật thêm thông tin và trả lời cho anh em biết. Một mẫu xe 7 chỗ thương hiệu Chevrolet rất là đẹp, màu đen, biển 89 tự nhiên. Đây là chiếc Daewoo Backlot sản xuất 2005, đăng ký 2007, đang được chào bán tại cửa hàng mình với giá là 155 triệu đồng. Anh em có nhu cầu cứ alo cho mình. Sản xuất 2005, đăng ký 2007, bản 205, số tự động. Chiếc xe rất là sang trọng. Con này em đã làm video riêng rồi, anh em có nhu cầu thì cứ vào video riêng xem chiếc này nhé. Đây là chiếc Kia Morning sản xuất 2012, lưng lên Sport tên công ty, biển 35, màu bạc. Đấy, tên công ty, lưng Form Sport, xe đẹp. Đấy, đang được chào bán tại ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng với giá là 175 triệu đồng như vừa rồi mình đã nói rồi. Đây lại là một chiếc Kia Morning sản xuất 2011. Đấy, màu xanh. Đây là dáng đúc. Đồng giá thì em vừa nói rồi, 2011 165, 2012 175. Anh em có nhu cầu cứ alo cho mình. Anh em đừng quên like và đăng ký kênh cho mình để nhận được nhiều thông tin. Đấy, thì đây vừa rồi mình nói là 3 chiếc Spark đây. Đây là chiếc thứ 3, biển 98, màu vàng chanh, xe còn rất là cứng xe. Đấy, thì tiếp theo đây là chiếc Toyota Jay sản xuất 2005, xe này em bán rồi nhé. Đây là chiếc Chevrolet Aveo sản xuất 2017, đăng ký 2018, đang được chào bán là 355 triệu đồng cho anh em. Anh em có nhu cầu mẫu xe lướt này thì cứ alo cho mình. Xe của nó còn rất là đẹp, không một lỗ nhỏ. Đấy, đây là Musso Sangong sản xuất 2007, số tự động, máy xăng. Đấy, 165 triệu đồng cho anh em.
Và tất cả trong đây là những cái xe em đã bán rồi, chỉ chờ ngày lên xe lồng thôi, còn rất nhiều. Thì ô tô cũ Tuấn Anh Hải Phòng cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm đến kênh của mình trong suốt thời gian qua. Đấy. Thì cửa hàng mình cũng bán hàng rất là uy tín, tất cả mọi miền trên tổ quốc đều được vận chuyển tận nơi, rút hồ sơ vận chuyển tận nơi. Thế nên là anh em cứ nhu cầu cứ alo cho mình. Thì đối với giá đấy, vâng, thì vừa rồi mình cũng đã giới thiệu qua tổng quát về cửa hàng của mình. Đấy, xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm đến mình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.